Chào mừng quý cô bác đã trở lại với kênh của bà mẹ quê. Em xin chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Hôm nay em không có vào bếp để làm món chay, mà là em làm dầu hào chay nha. Trong các món kho hoặc là món xào, có dầu hào chay sẽ giúp cho món ăn thơm ngon hơn. Có một số cô bác không tìm mua được dầu hào chay, cho nên nhờ em chia sẻ. Cho nên hôm nay em sẽ chia sẻ cách làm dầu hào chay tại nhà, vô cùng đơn giản nha. Cách làm thì siêu đơn giản luôn, và nguyên liệu cũng rất là dễ tìm. Quý cô bác xem nè, nó rất là sánh mịn, cái mùi của nó thì cực kỳ thơm và dầu hào trong vắt luôn. Nếu quý cô bác thấy thích dầu hào như thế này thì xin mời vào bếp và cùng thực hiện với em nha. Và đây là những nguyên liệu mà em đã chuẩn bị. Đầu tiên là 30g nấm đông cô. Quý cô bác chọn nấm này hoặc là chân nấm cũng được. Nấm đông cô thì ngâm nước cho nó nở mềm, sau đó thì rửa sạch. Nấm này hầu như mua ở chợ nào cũng có. Tiếp theo là một quả tắc và 1g rong biển khô em đã ngâm nước cho nó nở mềm. Quý cô bác chọn loại rong biển nào mà nấu canh đó nha. Tiếp theo là 30ml nước tương và 30g đường. Cần thêm một ít dầu ăn nữa. Nguyên liệu đã sẵn sàng rồi đó. Bây giờ thì quý cô bác cùng làm với em nha. Nguyên liệu rất là đơn giản phải không? Nấm sau khi đã ngâm nước cho nở mềm thì rửa sạch. Sau đó thì em sẽ cắt nhỏ phần nấm như thế này. Quý cô bác không có dùng đầu nấm thì có thể dùng chân nấm đông cô cũng được. Vì chân nấm đông cô thì mua nó sẽ rẻ hơn cái đầu nấm này nè. Nguyên liệu như thế này thì em nấu ra được nửa chén dầu hào chay. Em chuẩn bị một nồi nước sôi 500ml nước, sau đó thì cho nấm và rong biển vào. Bây giờ em nấu ở lửa lớn, đến khi nào mà phần nước sôi trở lại thì em vặn nhỏ lửa lại. Em vặn đến mức lửa nhỏ nhất nha và nấu trong vòng 30 đến 40 phút. Đây là sau 40 phút em nấu, phần nước bây giờ nó sắc lại. Nước có mùi rất là thơm và vị ngọt tự nhiên từ nấm nữa. Phần nước này rất là sánh đặc nha quý cô bác. Bây giờ em đi lọc nó nha, chuẩn bị một cái chén và một cái rây. Chúng ta sẽ lọc lấy cái phần nước này. Quý cô bác cũng có thể cho qua một cái túi vải, chúng ta vắt lấy phần nước cũng được nữa ạ. Sau khi đã lọc lấy phần nước, quý cô bác có thể sử dụng phần nấm này để nấu canh. Nấm này nấu canh với một ít rau nữa, nêm gia vị vào cũng ngon lắm, đừng có bỏ uổng lắm nha. Sau khi đã vắt hết cái phần nước trong nấm ra thì em sẽ thu được nửa chén nước nấm. Phần nước nấm này nó rất là sánh đặc luôn quý cô bác và có mùi cực kỳ thơm luôn. Giờ thì chuẩn bị một cái chảo, cho vào đây một muỗng canh dầu ăn. Sau đó thì cho 30g đường vào đây. Quý cô bác nấu ở lửa vừa, đến khi nào mà thấy phần đường này nó tan chảy ra và có màu cánh váng thì chúng ta sẽ cho nước nấm vào. Phần đường đã tan chảy và chuyển màu cánh váng rồi nè. Để cho nó vàng thêm một chút xíu nữa thì em sẽ cho nước nấm vào nha. Như vậy là cho nước nấm vào được rồi. Bây giờ thì khuấy đều lên và cho nước tương vào luôn. Quý cô bác cho vào đây một muỗng cà phê nước cốt tắc hoặc là nước cốt chanh hoặc là giấm chua đều được ạ. Giờ em sẽ cho nước cốt tắc vào nha. Nước cốt tắc sẽ giúp cho dầu hào không có bị khô cứng. Khi mà đặt sệt lại rồi nó sẽ rất là sánh mịn và có màu đẹp nữa. Bây giờ thì quý cô bác cứ nấu ở lửa vừa, đến khi nào mà phần dầu hào này nó sệt lại là được.
Dầu hào nấu từ nấm như thế này có mùi rất thơm. Còn nếu quý cô bác nào không có thích cái mùi của rong biển thì không cần để cũng được. Và tăng cái lượng nấm đông cô lên từ 30g đến 50g. Quý cô bác thấy dầu hào nó sệt lại như thế này là có thể tắt bếp được rồi ạ. Đừng có để cho nó đen quá thì nó sẽ đắng nha. Trong lúc tắt bếp thì quý cô bác cứ khuấy đều như thế này. Khuấy đến khi nào mà dầu hào trong lại thì thôi. Quý cô bác xem nè, dầu hào có màu rất đẹp và nó rất là sệt và nó cũng rất là trong nữa. Do là còn nóng cho nên độ sệt nó không có được đặc quẹo lắm. Bây giờ thì dầu hào đã nguội hơn một chút, độ sệt nó sệt hơn lúc nãy rồi nè. Nhưng khi nguội hoàn toàn rồi thì độ sệt nó rất là đẹp luôn á. Dầu hào sau khi làm xong thì quý cô bác cho vào chai thủy tinh, chúng ta bảo quản ở bên ngoài hoặc là cho vào ngăn mát tủ lạnh cũng được nữa. Do là không có chất bảo quản, nếu quý cô bác làm nhiều thì mình bảo quản ngăn mát tủ lạnh sẽ tốt hơn nha. Khi nào có món kho hoặc là món xào thì chúng ta nêm một ít dầu hào sẽ có mùi thơm, giúp cho món ăn thơm ngon hơn. Nấu dầu hào chai tại nhà như thế này cũng rất là đơn giản phải không quý cô bác? Em xin chúc quý cô bác làm thành công nha và hẹn gặp lại quý cô bác ở những video món chay sau ạ. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác. Rất cảm ơn quý cô bác nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của em nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Quý cô bác có thể nhấn nút đăng ký kênh để xem món ăn chay mới mỗi ngày nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác ạ. Khi đã nguội hoàn toàn rồi, quý cô bác xem nè, cái độ sánh mịn nó rất là đẹp luôn ha.